Quý vị thân mến, khi thời tiết trở nên nắng nóng và oi bức thì chiếc điều hòa không khí giống như là một vị cứu tinh cho tất cả mọi gia đình. Và hiện tại, Việt Trung đang có mặt tại showroom của Daikin, một trong những thương hiệu về điều hòa không khí hàng đầu. Và chỉ ít phút nữa thôi, quý vị chúng ta sẽ biết được lý do vì sao máy điều hòa không khí Daikin sẽ là sự lựa chọn số 1 của mọi nhà. Mùa nóng đã đến và bạn muốn chọn cho căn nhà của mình một chiếc máy điều hòa không khí nhưng còn đang băn khoăn nhiều vấn đề. Nên chọn dòng máy thường hay là dòng inverter để có thể tiết kiệm điện năng và chi phí? Nên chọn dòng máy nào để có thể tạo ra không khí trong lành, giảm các bệnh về hô hấp? Và nên chọn dòng máy nào ít hỏng hóc, ít sửa chữa và có độ bền cao? Hãy để chuyên gia điều hòa không khí Daikin giải quyết những lo âu đó của bạn. Tôi lo lắng máy điều hòa làm tăng chi phí điện. Máy điều hòa không khí không có công nghệ inverter sẽ khởi động và dừng máy nén liên tục để duy trì nhiệt độ. Quá trình lặp lại này sẽ cần một nguồn điện lớn để khởi động lại động cơ, dẫn đến gia tăng chi phí điện năng. Công nghệ inverter của Daikin với máy nén swing và động cơ DC từ trở giúp máy điều hòa không khí Daikin đạt được nhiệt độ mong muốn nhanh chóng và duy trì nhiệt độ ổn định, vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng. Với dòng máy điều hòa không khí inverter tiêu chuẩn, bạn sẽ tiết kiệm đến 40% chi phí sử dụng điện trong một năm so với máy không inverter. Nếu con số 40% vẫn chưa gây ấn tượng với bạn và muốn sử dụng máy điều hòa không khí với chỉ số tiết kiệm siêu kinh ngạc, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn dòng máy điều hòa không khí inverter cao cấp của Daikin. Dòng máy điều hòa không khí inverter cao cấp của Daikin có chỉ số tiết kiệm điện lên đến 66%, hơn thế chỉ số CFPS cũng đạt đến 7.4. Bạn lo ngại chi phí đầu tư ban đầu của máy inverter cao cấp sẽ cao gấp nhiều lần so với dòng không inverter. Với hiệu quả tiết kiệm năng như vậy, dù giá mua ban đầu cao hơn so với máy không inverter, nhưng bạn lại có thể thu hồi chi phí trong vòng 8 tháng. Không chỉ dừng lại ở công nghệ inverter, Daikin còn có mắt thần thông minh giúp tiết kiệm điện năng một cách tối đa. Mắt thần thông minh ngăn hao phí năng lượng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ tự động điều chỉnh cài đặt nhiệt độ lên 2 độ C. Tôi sử dụng máy điều hòa inverter nhưng vẫn oi bức. Độ ẩm trong không khí quá cao sẽ gây cho chúng ta cảm giác rất oi bức và khó chịu. Ngoài ra, độ ẩm còn cho phép vi khuẩn và côn trùng nhỏ phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để có được cảm giác thoải mái nhất, độ ẩm trong không khí phải được cân bằng trong khoảng từ 50 đến 60%. Hiểu được vấn đề đó, Daikin đã nghiên cứu và phát triển tính năng Hybrid Cooling. Tính năng này giúp máy điều hòa không khí có thể điều tiết đồng thời cả nhiệt độ và độ ẩm ở mức thoải mái nhất. Còn tôi thường bị ho vì hướng gió từ máy điều hòa thẳng vào người. Khi sử dụng máy điều hòa không khí, gió thường thổi thẳng vào người. Trẻ em lại có hệ hô hấp non nớt và nhạy cảm nên rất dễ mắc bệnh. Mặt khác, các dòng máy điều hòa không khí thông thường có góc đảo gió nhỏ khiến cho luồng gió thổi không xa. Vì thế, gió lạnh không phân bố đều khắp phòng. Daikin mang đến công nghệ luồng gió Kuanda, luồng gió đi dọc theo trần và rơi xuống, mang đến sự thoải mái tối đa. Bạn sẽ không còn lo lắng gió thổi trực tiếp. Ngoài ra, góc thổi của luồng gió Kuanda rộng hơn so với luồng gió máy điều hòa không khí thông thường nên sẽ giúp cho luồng gió được phân bổ đều hơn. Tôi lo ngại không khí trong nhà không được trong lành. Việc tinh lọc không khí trong nhà là cần thiết. Vì thế, những dòng sản phẩm máy điều hòa không khí của Daikin được tích hợp những phiên lọc đặc biệt. Phiên lọc Apatit Titan khử mùi, giữ lại các bụi bẩn và các chất gây dị ứng. Còn phiên lọc bụi mịn PM2.5 giữ lại bụi có kích cỡ siêu nhỏ với đường kính là 2.5 micromet, giúp cho không khí trong nhà bạn trong lành hơn. Tôi ngửi thấy mùi ẩm mốc khi khởi động máy. Việc bạn ngửi thấy mùi ẩm mốc hay là mùi khó chịu khi mở máy điều hòa không khí là do máy điều hòa của bạn bị ẩm mốc bên trong. Dàn máy bên trong không được hong khô sau khi sử dụng, làm môi trường cho nấm mốc phát triển. Đặc biệt trong trường hợp bạn đi xa, máy điều hòa không được sử dụng một thời gian sẽ bị hiện tượng nấm mốc. Để giải quyết vấn đề này, Daikin đã phát triển tính năng chống nấm mốc cho dòng máy mới. Sau khi tắt máy, chế độ quạt sẽ được bật và hong khô dàn máy bên trong vòng 1 giờ đồng hồ. Bạn lo lắng chạy quạt trong vòng 1 giờ đồng hồ sẽ tốn điện? Đừng lo nhé. Tổng năng lượng tiêu thụ khi chạy tính năng này chỉ là 8W trên 1 giờ. Trẻ hay nghịch điều khiển gây lỗi cài đặt. Tính năng khóa trẻ em, Child Lock, đã được tích hợp vào điều khiển từ xa của điều hòa không khí Daikin. Khi tính năng khóa trẻ em được cài đặt, điều khiển từ xa sẽ bị vô hiệu hóa tất cả các nút ngoại trừ nút khóa trẻ em, giúp ngăn cản trẻ nhỏ nghịch bộ điều khiển từ xa gây ra lỗi. Điều khiển từ xa mới của điều hòa không khí Daikin được tích hợp đèn nền, giúp cho việc điều chỉnh điều khiển vào ban đêm được dễ dàng hơn. Tôi muốn điều khiển máy điều hòa không khí ở mọi nơi. Daikin có thể biến chiếc điện thoại thông minh của bạn thành chiếc điều khiển điều hòa không khí. Đây là tính năng hữu ích khi bạn muốn theo dõi và điều khiển máy điều hòa không khí của mình khi đang ở bất cứ nơi đâu, thậm chí khi không có ở nhà.
Ứng dụng điều khiển đơn giản, dễ sử dụng với nhiều chức năng: tắt mở máy, cài đặt chế độ hoạt động, cài đặt nhiệt độ phòng, tốc độ và quạt và các chức năng hữu ích khác. Còn về độ bền của máy thì sao? Khi sử dụng, điện áp quá cao hoặc quá thấp sẽ làm hỏng bo mạch. Do đó, bo mạch của điều hòa không khí Daikin đã được bảo vệ, chịu được điện áp cao và điện áp thấp từ 130V đến 264V. 100% sản phẩm Daikin được kiểm tra chất lượng trước khi được xuất xưởng. Daikin thực hiện đến 8 lần kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh để ngăn chặn rò rỉ môi chất. Trong môi trường nóng ẩm và ven biển, cánh tản nhiệt dễ bị ăn mòn. Dàn trao đổi nhiệt dàn nóng của Daikin được xử lý bằng cách chống ăn mòn đặc biệt, sơn phủ hai lớp tĩnh điện. Bề mặt được phủ một lớp nhựa acrylic mỏng để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối biển. Dàn tản nhiệt micro channel của Daikin sử dụng hỗn hợp kẽm và hợp kim nhôm giúp tăng độ bền, tăng khả năng chống ăn mòn và chất lượng được công nhận tương tự như là dàn tản nhiệt đồng nhôm nguyên mẫu của Daikin. Không chỉ đảm bảo chất lượng cao cấp của sản phẩm, Daikin còn đảm bảo dịch vụ sau bán hàng luôn đạt được sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống đại lý dịch vụ ủy quyền rộng khắp, 6 chi nhánh và 16 trung tâm dịch vụ, trạm dịch vụ Daikin trải dài Việt Nam. Chất lượng kỹ thuật viên đại lý ủy quyền được nâng cao mỗi ngày với các khóa đào tạo chuyên nghiệp từ Daikin. Hãy đến cửa hàng điện máy hoặc đại lý Daikin gần nhất để được tư vấn và mua ngay hôm nay!